Vừa qua tại Hà Nội, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương và Tổ chức Sáng kiến và Thương mại Bền vững Hà Lan IDH tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hỗ trợ phát triển bền vững ngành dệt may và da giày Việt Nam. Sự kiện nhằm công bố và chính thức hóa hợp tác giữa Bộ Công Thương, IDH và các hiệp hội trong lĩnh vực dệt may và da giày của Việt Nam, gồm Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Bông sợi và Hiệp hội Da giày và Túi sách trong việc xây dựng, triển khai các sáng kiến và hoạt động ưu tiên về phát triển bền vững ngành dệt may và da giày phù hợp với các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển bền vững, sản xuất và tiêu dùng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Phát biểu tại sự kiện, đại diện Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương nhấn mạnh, trong thời gian qua, ngành dệt may và da giày tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp ý nghĩa đối với nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, các ngành này cũng phải đối mặt với các áp lực cạnh tranh, thách thức về sử dụng tài nguyên, năng lượng, vấn đề ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính. Việc hợp tác giữa Bộ Công Thương với IDH, các hiệp hội và các bên liên quan trong khuôn khổ bản ghi nhớ sẽ góp phần đẩy mạnh việc áp dụng, nhân rộng các mô hình phát triển bền vững, mở rộng thị trường đối với các sản phẩm thân thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dệt may và da giày trong nước. Đại diện các hiệp hội có mặt tại sự kiện cũng cho biết, sự hợp tác này sẽ thúc đẩy việc tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh thực hiện các sáng kiến về phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh đến nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc đổi mới, ứng dụng các giải pháp, mô hình bền vững trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển các chuỗi bền vững đáp ứng yêu cầu, quy định về phát triển bền vững trong giai đoạn tới đây.